Cái dòng bông giấy này cái màu rất là lạ, nó đỏ tía và vừa có đỏ đậm mà vừa có đỏ tía, rất là đẹp. Bông thì nó nhỏ hơn bông bình thường. Bông nhỏ hơn bông bình thường. Bông non thì nó đỏ tía mà bông già thì nó đỏ đậm, bông nó già thì nó đậm nè. Non thì nó đỏ tía thiên về màu cà rốt, giống như màu cà rốt. Còn bông mà nó già ra thì nó đỏ đậm. Rất là hay. Học cái loại bông giấy khá là hiếm gặp. Này rất là đẹp. Dạ, có lẽ cao hơn. Dạ. Dạ. Có lẽ gốc kinh khủng ha. Quá là nhiều gốc đẹp. Các con giấy rất là đẹp, kinh dị, đẹp bá đạo luôn. Không thể tin được, không tin được có những người con giấy là đẹp như thế này. Đây góc rất là quái, cực kỳ quái luôn. Cái đây giá bao nhiêu anh? Cái đây hả? Dạ. 4,5 triệu. 4,5 triệu. Giá cho nó Dạ. Giá đồ chi cho nó mệt. Dạ. Đây.
đây cái giá 4 triệu theo cái lời giới thiệu của anh chú vừa. Chưa bao giờ thấy một cái vườn cây mà có nhiều cây bồng giấy mà đẹp lên như thế này. Quá đỉnh. Cho nên là đỉnh luôn. Ra bồng quanh năm. Bồng này rất là đẹp. Cực kỳ đẹp. Đây, các bạn thấy góc này đỉnh không? Rất là quái ha. Tập hợp rất là nhiều bông giấy, hơi nói là vua bông giấy luôn. Vì số lượng nhiều đã đành rồi, nhưng mà những cây nó đẹp quá, cây nó là quá đẹp, không có tin, không có tưởng tượng có những cây đẹp như này, cây rất là to, cực kỳ lâu năm. Quá là đẹp. Thì anh chú vườn là siêu tầm rất là nhiều. Những cây có đám là nhìn là thích. Ai nhìn vào là đều rất là thích. Gốc giấy quá dữ rồi. Đây một cái gốc con giấy cả bộ đó quá gì vậy? Rất là quái luôn. Thì mình thấy những cây rất khủng vậy, rất là đẹp như thế này, nhưng mà cái giá thì nó cũng không phải là quá cao, nó cũng rất là hợp lý, tầm khoảng 5, 10, 15 triệu tùy theo gốc, giá rất là hợp lý đối với những cái gốc giấy mà phải vài chục năm thì mới tạo ra được như thế này. Nhưng coi đấy, hai màu bông đó là vẫn là tự nhiên hay là ghép anh? Tự nhiên hết. Tự nhiên hả? À, hai màu lắm này là nhiều lắm nha. Dạ. Ở đây cũng hai màu. Dạ. Hai màu nhiều lắm. Màu bông lạ ha. Màu rất là lạ. Lạ. Đó luôn mà. Nó vừa đó mà vừa cà rốt à. Ờ. Đó vừa vàng. Này cái này là hay nè. Dạ. Giờ tôi mới thấy nè. Cái vừa đó mà vừa hồng cà rốt. Vừa cà rốt vừa vàng đúng rồi luôn rồi. Lại không hiểu. Coi đục. Coi bị đục biến rất là hay. Đây. Bông nó nhiều màu. Một cây tự nhiên chứ không có ghép. Dạ, cảm ơn.